Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình có nhận được một món quà, một sản phẩm mới từ một hãng sản xuất thiết bị điện gửi tặng. Đây là một sản phẩm góp phần tạo nên sự an toàn về điện cho mọi người dân trong quá trình sử dụng điện. Sở dĩ thỉnh thoảng mình có nhận được những cái món quà từ cả các hãng sản xuất gửi tặng như thế này bởi vì là mình có làm một kênh YouTube, đó là kênh Điện Người Xứ Nghệ. Tính đến thời điểm hiện tại thì kênh Điện Người Xứ Nghệ của mình đã có số lượng người đăng ký lên đến trên 23.000 người đăng ký. Mình đã làm được 152 video, có rất nhiều video có số lượng người xem rất là lớn. Chẳng hạn như có những video thì có số lượng người xem lên đến hơn 600.000 lượt xem cho một video. Chính video này cho nên cả các hãng sản xuất tìm đến và gửi tặng những cái sản phẩm như thế này để cho mình trải nghiệm và mình đánh giá. Họ không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, họ tặng hoàn toàn miễn phí, nhưng họ sẽ được những cái, đó là thông qua cái kênh YouTube của mình sẽ làm video, mình quảng bá sản phẩm của họ đến với mọi người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả và rẻ tiền nhất. Và đây là một cái sản phẩm gọi là rơ le an toàn. Cái rơ le an toàn này dùng để đóng cắt điện cho máy bơm. Khi kết hợp với một cái rơ le điện tự động chống tràn nữa thì sẽ tạo nên một bộ đóng cắt điện cho máy bơm nước rất là hiệu quả, an toàn và hạn chế được những cái hư hỏng, bởi vì trong này có hai cái rơ le đã đóng cắt điện cho nên cái pháo điện chống tràn trên đóng cắt điện với dòng rất là nhỏ, chỉ là dòng điều khiển mà thôi. Bây giờ mình sẽ tháo tung cái rơ le an toàn này ra để khám phá bên trong xem cái rơ le này cấu tạo có những gì ưu việt. Hồi trước khi chưa có những chiếc rơ le an toàn như thế này thì chúng ta sử dụng bơm nước thì chúng ta cần phải lắp một cái pháo điện tự động chống tràn ở bên trên bô nước. Khi chúng ta kéo đường dây điện thì chúng ta cần phải kéo một đường dây từ máy bơm lên đến cái pháo chống tràn ở trên bồn bể, cho nên nguồn điện 220V đã xông thẳng trực tiếp lên trên đó, cho nên rất là nguy hiểm. Trong quá trình sử dụng thì dưới tác động của mưa, nắng và gió thì dây điện và cái rơ le đó rất dễ bị rò rỉ điện ra bên ngoài. Và thực tế thì có rất nhiều trường hợp nhiều người lên sửa chữa cái pháo điện đó cũng như lên lau chùi, vệ sinh, quẹt giòn ở trên cái bồn bể đó thì nhiều trường hợp đã bị điện rò ra và dẫn tới những cái tình trạng rất là đau lòng. Nắm bắt được những cái điều đó cho nên nhiều nhà sản xuất đã dày công nghiên cứu và đã chế tạo thành công những chiếc rơ le an toàn như thế này. Trong chiếc rơ le an toàn này thì có một bộ dùng để biến đổi nguồn điện. Đây là một cái bộ dùng để biến đổi điện xoay chiều 220V thành nguồn điện một chiều 12V. Đây là nguồn điện một chiều 12V. Với nguồn điện 12V một chiều này thì rất là an toàn. Chúng ta kéo cái đường dây từ cái rơ le này lên trên cái pháo chống tràn, cho nên khi chúng ta sử dụng, chúng ta lên sửa chữa lau chùi ở trên đó với nguồn điện một chiều 12V sẽ rất là an toàn, không ảnh hưởng đến chúng ta chút nào. Bên cạnh đó thì trong cái bộ rơ le này cũng có hai cái rơ le đóng cắt điện. Hai cái rơ le này cũng sử dụng nguồn điện 12V, có những cặp tiếp điểm bên trong này với cái má tiếp điểm chịu được dòng điện lớn, bởi vì mình thấy rằng cả cái má tiếp điểm kẹp ở bên trong này rất là to, sẽ chịu được cái dòng điện rất là lớn. Với bộ rơ le đóng cắt này thì sẽ đóng cắt điện được cho những chiếc máy bơm. Theo như ghi ở trên
tem nhãn giới thiệu sản phẩm thì đóng cắt điện được những chiếc máy bơm có công suất lên đến 2 kW. Còn nếu như chúng ta sử dụng với những động cơ lớn hơn nữa, đây là những động cơ rất ít được sử dụng, nhưng giả sử nếu như chúng ta sử dụng những động cơ có công suất lớn hơn 2 kW hoặc là sử dụng những động cơ bơm nước 3 pha thì chúng ta chỉ việc đấu thêm một chiếc khởi động tư nữa là cùng sẽ đảm bảo đóng cắt điện được, rất là đảm bảo an toàn cho cái hệ thống bơm nước của hộ gia đình hay là cả cái cơ quan. Bên cạnh đó thì trên chiếc rơ le này còn có thêm một chiếc nút bấm. Khi chẳng hạn ở trên bơm nước rơ le an toàn chống tràn đã cắt điện, nhưng chúng ta muốn bơm nước đi một cái hướng khác thì chúng ta chỉ việc bấm vào cái công tắc này là cái công tắc này sẽ đóng điện cho bơm hoạt động. Khi chúng ta không muốn dùng ở cái chế độ cường bức này nữa thì chúng ta chỉ việc bấm cái công tắc này. Ở đây công tắc mở ra, mạch điện lại trở lại làm việc một cách tự động nhờ chiếc pháo điện ở bên trên bồn bể. Đây là một sản phẩm mới. Mình quay cho cả mọi người cùng xem ở phía mặt sau với đường dây điện được kết nối rất là to chắc chắn. Mình tin chắc rằng sản phẩm này, theo như kinh nghiệm và trực quan của mình, thì mình đánh giá sản phẩm này sẽ chất lượng. Chắc chắn cái sản phẩm mới này thì đã được cả cái cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm định đánh giá, nhưng với trực quan của mình thì mình thấy sản phẩm này rất là ok. Cho nên mình giới thiệu cho bà con cùng biết có những cái sản phẩm có những tính năng ưu việt như thế này để bà con mua, sử dụng và lắp đặt cho cái hệ thống bơm nước của mình để góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Với cái relay này thì việc lắp đặt cũng rất là đơn giản, chỉ có 6 đầu dây. 2 đầu dây đầu tiên có đánh dấu là L và N, thì đây là nơi chúng ta đấu nguồn điện của chúng ta vào đây. Nguồn điện sau áp tơ mạt chúng ta pha lửa đấu vào L, pha mạt đấu vào N. Còn để đấu ra bơm thì chúng ta đấu vào hai cực chính rửa, cực 1 và 2 ở đây. Còn hai cái điểm A1 và A2 cuối cùng ở đây thì chúng ta đấu cái pháo điện tự động chống tràn A1, A2 chúng ta đấu vào ở đây. Mình sẽ làm một cái video chi tiết cụ thể hướng dẫn ba con đấu cái rơ le an toàn này sau. Còn ở cái video này mình chỉ giới thiệu mang tính chất minh họa là có một sản phẩm như thế này. Nếu như ba con muốn mua cái sản phẩm này thì ba con bấm vào cái đường link mình đặt ở phần mô tả và cái phần bình luận đầu tiên mình ghim ở bên dưới cái video này. Mình sẽ đặt đường link cho ba con tìm hiểu về sản phẩm này cũng như đặt mua cái sản phẩm này. Hiện tại thì sản phẩm này đã có bán trên cả cái sàn giao dịch điện tử. Ba con chỉ việc bấm vào cả cái đường link là có thể tìm mua và tìm hiểu về cái sản phẩm này. Theo như thông tin mình nắm được thì giá bán cái rơ le này hiện tại là 270.000 đồng. Bà con cần phải mua thêm một cái rơ le điện tự động chống tràn nữa thì sẽ tạo nên một bộ để đóng cắt điện cho chiếc máy bơm của mình.